nhằm tìm kiếm những tác phẩm hay ý nghĩa là mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch mang đặc trưng vùng đất và con người Vĩnh Phúc, quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Phúc đến với mọi miền. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc tiến hành tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm quà tặng du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Ngoài ý nghĩa phát huy tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức cá nhân trong việc tham gia sáng tác, thiết kế, sản xuất, làm phong phú thêm sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch, cuộc thi cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của đồng bào các dân tộc. Đối tượng tham gia dự thi là những tổ chức cá nhân công dân Việt Nam sống và làm việc trên địa bàn cả nước. Tác phẩm dự thi là những mẫu sản phẩm hoặc những sản phẩm lưu niệm thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh chưa đạt giải trong các cuộc thi khác, không có tranh chấp quyền tác giả, không sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức. Tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. Tác phẩm dự thi có ý nghĩa nội dung giới thiệu được về các điểm danh làm thắng cảnh, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Các sản vật đặc trưng của địa phương quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.